Rạng sáng ngày 28 tháng 5, Al Nassr chỉ có trận hòa 1-1 trước Al Ittihad, qua đó chính thức trở thành Á quân Saudi Pro League. Trên sân khách, Al Nassr nhập cuộc quyết tâm nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới trước sau một thoáng lơ là của hàng thủ. Yusuf Niyakhet thoải mái xâm nhập vùng cấm, đón đường truyền ngang của đồng đội rồi dứt điểm, mở tỷ số ở phút 43. Al Nassr chỉ về nhì tại SPL năm 2022-2023. Sang hiệp 2, Al Nassr không còn lựa chọn ngoài việc dồn lên tấn công. Phút 53, nỗ lực của đội bóng thủ đô được đền đáp bằng bàn gỡ hòa sau cú sút căng vào góc cao không thành của Luis Gustavo. Ronaldo cùng đồng đội có hơn 30 phút để tìm thêm bàn nhưng những gì họ làm được chỉ là pha lập công bị va từ chối công nhận của Gustavo ở phút 79. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Ronaldo cúi đầu. Ở trận cùng giờ, Al Ittihad nhấm chìm Al Fayha 3, không để có chức vô địch Saudi Arabia đầu tiên sau 14 năm chờ đợi. Về phía CA7, anh có mùa giải thứ hai liên tiếp không danh hiệu.